Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Sau một thời gian tôi đi các tỉnh Nam Định, Quảng Ninh, Hưng Yên và lên Lai Châu, hôm nay trở về chợ Vạn Phúc Hà Đông. Đỗ Sinh cùng với các bạn chúng ta lại đi dạo chợ. Như thường lệ là những ngày 5, ngày 10 âm lịch hàng tháng. Hôm nay là ngày 30 tháng 8 âm lịch. Chúng ta lại đến với quầy hàng của anh Hoàng Hưng. Hoàng Hưng. Vâng. Đây anh Hoàng Hưng rất hay cái cười và cũng tếu cùng với Đỗ Sinh. Đây, chào anh Hoàng Hưng nhé. Chào anh. Vâng. Thì anh Hoàng Hưng thì hôm nay anh có những cái cây nào được bày ở Vạn Phúc để giao lưu với anh em nào? Có cái đơn. Ta đến với cái đơn đầu tiên nhé. Vâng. Một cây đơn đỏ anh để trong cái chum nhỏ này đây, cái hũ đây. Được cái là gốc rất to rồi. Vâng, bóng cây đơn đỏ anh nhỉ? Đơn đỏ. Vâng, được đấy. Nụ hoa đây. Bây giờ mà nó đang bung hoa ra thì hay quá. À đây, nụ hết rồi. Hoàng Hưng báo giá cái này bao nhiêu anh? Đây là 5 triệu. 5 triệu à? Rồi. Vâng, nó là cây trang đỏ, không phải đơn. Lá nhỏ. Giao lưu ba lồng báo giá là 5 triệu. Bên cạnh đó anh tôi thấy anh Hưng còn có cây tùng La Hán này, tầm nhỏ này, bao nhiêu? Triệu rưỡi. Chậu này chậu gốm hay chậu xi măng? Chắc chậu xi măng ấy, đúng không anh? Triệu rưỡi cây tùng này. Chào anh nhé. Ông phải cảm ơn ông Đỗ Sinh, bởi vì có ông Đỗ Sinh mới biết được giá cả cây cối thị trường. Thế anh đã mua được cái cây nào qua cái kênh của Đỗ Sinh chưa? Chủ yếu để qua Đỗ Sinh để biết được giá cả thôi, còn không đủ tiền để mua. Thế thì thôi đi ngắm nhá. Anh em mình cũng đi ngắm đi. Đi ngắm nó tốt nhất. Vâng, cảm ơn anh. Vậy thì cây tùng này là anh báo giá 1,5 triệu nhỉ? Vâng. Vâng. Được, 1,5 triệu cây này được ấy. Cái nó già cây rồi. Cây mai hồng ngọc này giá bao nhiêu? 400 ngàn. Đây là bông trang. Vâng, và anh ấy còn cái kia si này. Đây là con si nhật. Cây này là si nhật đúng không? Si nhật lá nhỏ thân trắng này hả? Cây này bao nhiêu? Cây si nhật đấy. Cây si nhật 700. Thế còn cây si ta đây? 1,2 triệu. 1,2 triệu ở cái si ta bút đỏ này. Anh Hưng nói lại. 5 triệu. 5 triệu à? 5 triệu á. Cây đẹp. Cây 700. Vâng, và đây là cây xanh lá móng. Chúng ta nhìn những cây xanh lá móng, lá rất đều nhau, dăm ngắn và bóng như này. Giá bao nhiêu? 700 anh ạ. 700 à?
Còn cái gì nữa không? Cái này là cái gì đây? Xi xi. À, cũng là cây xi bé tí tí. Cây xi bé tí tí. 500. 500. Tôi chuyển tải cái số điện thoại này nhỉ? 0936. Bao nhiêu? 0936 806659. Cái số điện thoại của anh Hoàng Hưng chúng ta đã được giao lưu. Bây giờ tôi với các bạn lại tiếp tục sang cái ràng hàng bên cạnh này. Các anh đang ngắm cây tùng La Hán giáng trực. Yêu ngài chắc chắn là phải gặp Đỗ Sinh mấy lần ở trên yêu. Vâng, cảm ơn anh nhá. Chắc chắn là phải gặp khá ba lần. Vâng. Cái bao này cho rất là cao. Đông suốt. Mời sang cho này. Vâng. Gọi chồng xuống ăn cơm lại không gọi là ông chồng, lại gọi là ông Đỗ Sinh xuống ăn cơm. Đến lúc chương trình thời sự bà vào mở lên chương trình xem đáng xẻo cây của. Vậy cây tùng dáng trực văn nhân này giá bao nhiêu anh ơi? Triệu rưỡi ạ. Triệu rưỡi à? Vợ chồng với nhau cãi nhau về Đỗ Sinh. Tại sao lại cãi nhau về Đỗ Sinh? Bởi vì là người thì thích chồng ta thích xem kênh. À, tức là thích xem phim mà. Tức là chung nhau cái tivi. Chung nhau tivi là chưa có điều kiện. Tivi. Chồng thích cây của Đỗ Sinh quá. Thế là cấu vợ. Và có cái tay rơi xuống này được này. Và tay vuông. Không có rơi nữa. Và bên này trên này anh cũng làm cũng đầy đủ rồi đấy. Tay đẹp. Cái này nó có hồn ở cái tay này. Không có tay này thì cây chẳng có cái gì. Cái này anh báo giá là 1,5 triệu hả? Nhưng mà cỡ đó 500 là bán. Bao nhiêu? 500 là bán. 500 bán à? Chưa nói đùa. Thế đây tôi thấy anh có sam nhỉ? Vâng ạ, sam trái đấy ạ. Cây sam trái này. Cây sam trái là bốc meo. Kéo cái già đấy. Cây sam trái này bao tiền? Cây này là 3,5 triệu ạ. 3,5 triệu. Bao giờ có trái này còn đắt hơn. Đây trái đi. Em buộc. Cái này hoa dưới ở góc cho nó nhé. Thế còn cây này là cái gì đây? Linh sam. À, linh sam thân lúa à? Cái này là lúa ghép. À, đấy là phụ họa thôi. Chứ tưởng là lại thân nó lại lúa cuộn lên thế thì chuẩn quá. Cây này bảo cái đấy không khách khó. Cây này bao nhiêu tiền? Cây là 2,5 triệu. 2,5 triệu. Có phải cầm xe đi không đến vàng. Cái này anh đây nhìn tạm như ở nước. 2,5 triệu. Bê cây linh sam lên cái mình xem. Bê cây linh sam cái này. Rồi nhá, chụp nhá. Rồi, cây linh sam 2,5 triệu. Cây này chính là đẹp đấy. Ra hoa để. Ờ, thế còn cây bên này. Cây này 2,2 triệu. 2,2 triệu. Ờ. Cái này là zin. Cái này là lúa zin đấy. Đây lúa thép rồi. Cả thân của nó thế này rồi mà. Là 2,2 triệu. 2 cây cùng loài cùng giống. Một cây lúa đẹp, một cây rất nghệ thuật này. Cây này nói là nghệ thuật đấy. Ấn nhất. Thế còn đây anh có 2 cây mai này. Cây này là bao nhiêu? Mấy trăm? Cái này à? Cái này là 5,5 triệu. 5,5 triệu à? Ừ. Một đôi đấy. Cây này cũng thế. Hai cây một đôi bằng tiền. Hai. À, đều mỗi cây 2,5,5 triệu. Thế còn cây bên này? 2,2 triệu. Bằng quay này này. Nếu anh cùng người thì rất sợ là. 2,2 triệu cây này. Thế còn cháu có cái cây thấp xuống dưới này, cây bé tụt dưới này là cây gì đấy? À, cũng là sam. Sam núi. Sam núi. Cây này thì bao nhiêu? Cây này là 800. 800 ngàn cây này.
Rồi. Quay lại bán luôn. Lúc có bán thì trả gọi đến mấy trăm, đúng 1 triệu à? Thế có cái xê dịch thế là phải, ai mà nắm tay được cả ngày đâu. Nói lên như vậy thì cũng phải có cái thương lượng. Nói 1.2 triệu bán 1 triệu là sát giá quá rồi còn gì nữa. Anh đến đây tôi nhờ các anh đọc chậm cái số điện thoại để bà con ta giao lưu với nhau nhỉ? Vâng, số của em là 0387 439 806. Tên là gì? Cung. Tên là gì? Cung ạ. Cung à? Vâng. Cung ở địa chỉ vườn ở đâu? Em ở An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. À, Cung An Khánh, Đồng Hương, Hoàng Ngư. Vâng. Rồi, cảm ơn anh nhé. Vâng. Đỗ Sinh lại tiếp tục cùng với các bạn chúng ta đi dạo tiếp ở những cái quầy sau. Cảm ơn Cung nhé. Vâng, vâng. Rồi.